Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 38, chương 650. Cố Dư Sinh theo bản năng bước về phía Tần Chỉ Ái một bước, sau đó hắn cũng giảm cảm giác được tay của Cố lão từ từ buông tay hắn. Tim của Cố Dư Sinh run lên, cả người giống như bị chụp hình vậy, chân không nhấc lên nổi. Cố lão gia lẩm bẩm một lúc lâu, không nghe tiếng Cố Dư Sinh đáp lại. Ông thở ngày một nặng nề, thậm chí không thở nổi. Má Trương bên cạnh nhìn thấy, đau lòng đến đỏ cả mắt. Thiếu gia, cậu đồng ý với Cố lão đi, dù chỉ là nói dối, thì van xin cậu, thiếu gia. Chỉ một chữ được đơn giản, nhưng Cố Dư Sinh cảm thấy nó giống như một chiếc xương cá sắc bén kẹp trong cổ họng. Mặc dù hắn cố gắng như thế nào cũng phun ra được. Đầu ngón tay vừa nắm chặt tay của Tần Chỉ Ái lúc nãy, bây giờ lại trở nên cực kỳ run. Trên tay còn hơi ấm của cô, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo đến rối tinh rối mù. Hắn mở miệng nhiều lần nhưng cũng không nói ra được chữ được kia, mà tiến đến bên tai ông. Ông, chờ ông tỉnh lại, chúng ta bàn tiếp chuyện này. Lão già, thiếu gia nói khi nào người tỉnh dậy sẽ cùng ngài nói chuyện, ngài có nghe không, lão già? Má Trương vội vàng nói. Ý thức của Cố lão gia mơ mơ hồ hồ, hầu như không nghe thấy những gì họ nói, trong miệng cứ lặp đi lặp lại. Dư Sinh, tiểu khấu, Dư Sinh, rồi lại lâm vào hôn mê. Thang máy đến lầu 1 thì mở ra, Tần Chỉ Ái cầm túi. Lúc đi ra khỏi thang máy, ngẩng lên thì thấy Lương Đậu Khấu đang lo lắng vội vã đi vào. Hầu như đúng lúc đó, Lương Đậu Khấu lại để ý đến cô. Bước chân của cô ta bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt nhìn cô đầy bất ngờ. Tần Chỉ Ái dừng bước. Hai người nhìn nhau, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần, bước nhanh ra khỏi thang máy. Lúc Tần Chỉ Ái đi ngang qua Lương Đậu Khấu, về phía đại sảnh của bệnh viện được 5 mét, Lương Đậu Khấu mới phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng của Tần Chỉ Ái. Đứng lại. Tần Chỉ Ái chần chừ một chút rồi vẫn bước ra ngoài. Tôi nói cô đứng lại, cô có nghe không? Lương Đậu Khấu mở miệng. Trong đại sảnh đã khuya, không một bóng người, âm thanh kia trở nên chói tai. Cô vừa mới quay lại đuổi theo Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái sắp đến cửa lớn của phòng cấp cứu, Lương Đậu Khấu đã bắt được tay của cô. Sao cô lại ở đây? Lương Đậu Khấu không đợi Tần Chỉ Ái trả lời, liền nói ra suy đoán của mình. Cô đến tìm Dư Sinh đúng không? Cô dùng trăm phương ngàn kế như vậy, nhưng tại sao vẫn không thể đuổi con bé này rời xa Cố Dư Sinh? Hai ngày trước, cô nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng dưới lầu nhà cô ta, liền để Chu Tịnh tung tin với giới truyền thông về việc kết hôn với cô và Cố Dư Sinh. Cô ta cho rằng Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin này chỉ có thể trốn ở một góc nào đó mà đau lòng. Không ngờ sau khi quay phim xong, biết Cố lão gia nằm viện, sốt ruột bận bịu chạy tới lại đụng phải cái con bé trời đánh. Lương Đậu Khấu đè nén lửa giận đã bao lâu nay giờ liền bùng phát. Cố lão gia bị bệnh liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì mà đến đây? Chương 651, tiểu phiền toái, anh thích em, phần 1. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tin tức của tôi và Dư Sinh sao? Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi. Cuối cùng là cô muốn như thế nào? Đừng quên ban đầu là ai cho cô tiền trả nợ cho cha cô. Đừng quên lúc trước cô đã hứa những gì với tôi. Bây giờ cô lại quay lại dính ra lấy Cố Dư Sinh. Cô có biết xấu hổ hay không? Nếu không phải vì Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu đã sớm mắng chửi cho hạ giận. Giờ phút này cô đã nói ra hết những gì trong lòng, sau khi nổi giận xong còn nói thêm một câu hung ác. Tôi nhắc cô lần cuối cùng, cô tránh xa Cố Dư Sinh ra. Anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy được. Cố lão gia chỉ nhận tôi làm người vợ của Cố Dư Sinh, chỉ một mình tôi. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô đừng mong có thể bước vào cửa lớn nhà Cố gia.
Hơn nữa, nếu như cô không sợ mẹ cô xảy ra tai nạn xe, 5 lần 7 lượt ở đây, cô cứ tiếp tục quấn lấy anh ấy đi. Trước đây tôi còn nương tay, thật sự không tổn thương ai. Nhưng mà cô đừng có chọc điên tôi, không biết tôi điên lên thì sẽ xảy ra chuyện gì đâu. À đúng rồi, còn em trai cô nữa đúng không? Sắp tốt nghiệp hả? Nghe nói thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, còn được học trường cử đi đại học quy học bác sĩ đúng không? Cô nói xem, nếu tôi bây giờ cho cậu ấy phạm tội một tội gì đó chẳng hạn như cưỡng gian hoặc là ăn cắp, lưu lại vết ố trên lý lịch, thì cả đời chẳng phải là bị hủy diệt hay sao? Tôi còn biết cô còn có vài người bạn tốt cùng nhau lớn lên, nếu như cô cảm thấy đối xử với em trai cô như vậy không đủ thì tới lượt cô ấy có được không? Lần trước cô may mắn có thể được Cố Dư Sinh cứu, nhưng nếu đổi lại là cô ấy thì sao? Cô cảm thấy cô ấy có may mắn như cô không? Nếu nghi ngờ, chúng ta cứ thử xem những hình ảnh và video kia được tung lên mạng để cộng đồng mạng cùng thưởng thức. Một cái tát vang dội cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái mấy giây, sau đó mới đưa tay lên ôm mặt mình. Đầu ngón tay của cô đụng vào chỗ bị đánh, khiến nơi đó lại nhói lên, làm cho cô phản ứng lại, mới biết tiếng vang lúc nãy là gì. Đáy mắt của cô muốn phun ra lửa, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tần Chỉ Ái. Cô còn dám đánh tôi? Tiếng nói của cô ta còn chưa kết thúc, Tần Chỉ Ái lại giơ tay lên, tàn nhẫn tát Lương Đậu Khấu thêm một cái bạt tai nữa. Cô mang thai, sợ rằng đánh cô ta xong, lát nữa cô ta sẽ đánh lại, xảy ra chuyện, hoặc là đụng trúng chỗ nào. Một giây sau, cô liền nắm chặt lấy tay Lương Đậu Khấu, để cô ta không thể phản kháng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Có một số việc, cô nên nhớ rõ nguyên nhân. Chẳng hạn như Cố Dư Sinh vì sao lại mua Hối Thị, chẳng hạn vì sao anh ta lại để cho tôi làm thư ký riêng của anh ấy. Cô sở dĩ muốn tôi tách ra khỏi anh ấy là vì cô sợ Cố Dư Sinh biết tôi chính là người đã đóng giả cô. Tần Chỉ Ái nói một câu đâm trúng tim đen của Lương Đậu Khấu. Nhưng cô cũng nên biết rõ ràng, tôi chưa từng nói cho Cố Dư Sinh biết chuyện đó. Tôi thừa nhận tôi không nói cho anh ấy biết là vì muốn trả ơn cô. Có thể từ lúc tôi biết cô làm chuyện như vậy với mẹ tôi, làm những chuyện thấp hèn buồn nôn như vậy, những biết ơn và cam kết kia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Chương 5652. Hiện tại bây giờ tôi không nói cho Cố Dư Sinh biết tôi là người đóng thế Lương Đậu Khấu cũng không liên quan gì đến chuyện này. Bởi vì Cố Dư Sinh mà tôi mới không nói cho anh ấy biết. Bởi vì tôi không muốn người đời nói anh ấy trăng hoa, càng không muốn anh ấy quay lưng lại với ông nội. Tôi và cô không giống nhau, Lương Đậu Khấu cô mới chính là người chiếm lấy, dính chặt, mà tôi thì chỉ nghĩ cho được mất của anh ấy thôi. Vì vậy, Lương Đậu Khấu, cô đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Tần Chỉ Ái nói một đoạn dài như vậy, vừa bởi vì Lương Đậu Khấu uy hiếp đến em trai và ôn noãn, lại đụng lên lửa giận của cô. Thoáng bình tĩnh một chút, cô mới nhìn chằm chằm đôi mắt của Lương Đậu Khấu, tiếp tục nói từng chữ từng chữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ đi. Tôi đi không phải vì sợ cô, mà là vì tôi không muốn dằn vặt Cố lão gia, dằn vặt Cố Dư Sinh. Hai bạt tai vừa rồi là lời đáp lại những gì cô đã làm với mẹ tôi. Nếu như cô dám làm chuyện gì với em trai và bạn thân của tôi... Ánh mắt của Tần Chỉ Ái lóe lên một tia ác liệt. Lương Đậu Khấu, tôi thật sự không sợ liều mạng mà mất đi cả chỉ lẫn trải với cô đâu. Cô đừng quên tốt xấu gì, tôi cũng từng đóng thế diễn viên 2 năm, còn giả dạng của cô nửa năm. Có chút bí mật mà cô không dám nói cho ai biết, tôi cũng biết ít nhiều. Nếu như cô không muốn mọi chuyện đến tai mọi người, thì tốt nhất là đừng có chọc tôi. Nói xong, Tần Chỉ Ái đẩy Lương Đậu Khấu một cái. Lương Đậu Khấu vì mang giày cao gót mà chật vật lùi về phía sau, đập vào cửa kính. Sau đó Tần Chỉ Ái thẳng tiến ra khỏi bệnh viện. Lúc cô xuống lầu, bỗng nhớ đến chuyện ở Hối Thị. Lương Đậu Khấu làm Tần Chỉ Ái cố tình khiến cô làm đổ trà và cà phê nóng lên người Cố lão gia, bước chân dừng lại. Cô đưa lưng về phía Lương Đậu Khấu, đứng đó một chút, lại quay người nhìn thẳng. Lương Đậu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương cô. Trên thế giới này, có thể gặp một người yêu thương mình như vậy không phải chuyện dễ dàng gì. Hy vọng cô tự lo lấy thân mình, đừng thấy Cố lão gia đối xử tốt với cô mà lấy ông ra làm vũ khí, làm những chuyện không chừa thủ đoạn.
một đêm không ngủ. Tần Chỉ Ái về nhà, ngã lên giường, liền mơ mơ màng màng ngủ say. 10 giờ sáng, cô đói bụng, tỉnh một lần. Ở nhà cô có chữ đầy đủ thức ăn cho phụ nữ có thai. Lấp đầy bụng xong, Tần Chỉ Ái không dám để cho mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, liền che kín chăn, buộc mình phải ngủ. Trong chốc lát, cô rơi vào trong giấc mộng. Nếu có thể, Tần Chỉ Ái thật sự muốn để cho mình ngủ thẳng đến ngày lên máy bay, không cần phải thức dậy. Chỉ tiếc là 6 giờ sáng, cô lại nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Vì ngày hôm sau, Hứa Ôn Noãn sẽ đến Tây Tạng nên không trở về. Cô chào tạm biệt Tần Chỉ Ái qua điện thoại. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn có quan hệ tốt nhiều năm như vậy, có chút hiểu ý, nên khi nghe Hứa Ôn Noãn nói chuyện trong điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Ôn Noãn bây giờ tốt hơn so với trước rất nhiều. Tần Chỉ Ái cảm thấy vui vẻ, cúp máy xong, cô đang chuẩn bị làm thức ăn, điện thoại di động lại vang lên. Chương 653. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại, nhìn số điện thoại gọi đến trong màn hình là Lục Bán Thành. Cô ngớ ngẩn mất mấy giây mới bắt máy. Alo, anh Bán Thành. Em ăn tối chưa? Lục Bán Thành hình như đang lái xe, có tiếng còi xe, qua điện thoại vẫn có thể nghe thấy. Em còn chưa ăn, sao vậy? Đúng lúc anh đi ngang qua nhà em. Lục Bán Thành cúi đầu, liếc mắt nhìn thời gian. Khoảng 10 phút nữa, 10 phút em xuống lầu, chúng ta đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên Lục Bán Thành chủ động mời cô ăn cơm. Tần Chỉ Ái có chút khó hiểu, cầm điện thoại không nói gì. Cách điện thoại di động, Lục Bán Thành biết Tần Chỉ Ái đang nghi ngờ, lại vội mở miệng giải thích. Không phải là ngày mai em đi du học sao? Tốt xấu cũng là bạn bè, phải ăn một bữa tiệc chia tay chứ. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại nói. Tiểu Ái, không phải là em không xem anh là bạn bè của em đấy chứ? Không, không có. Lục Bán Thành hỏi câu này xong, Tần Chỉ Ái không từ chối, lập tức trả lời. Em đi rửa mặt, lát nữa gặp. Lục Bán Thành chờ Tần Chỉ Ái đến một quán ăn lâu năm, gọi một vài món ăn thanh đạm. Hắn định gọi một bình rượu ngon, Tần Chỉ Ái không thể uống, liền gọi trà là tốt nhất. Tiệm này gần cố cung, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được đèn đuốc huy hoàng trong cố cung. Nhân viên phục vụ bưng nước lên rất nhanh. Lục Bán Thành tự tay rót cho Tần Chỉ Ái một tách trà. Cô cười lễ phép nói, cảm ơn anh. Lục Bán Thành mở mắt nhìn Tần Chỉ Ái một chút, cúi đầu lại rót cho mình một tách trà, bưng lên thưởng thức, sau đó mở miệng. Anh vốn định đêm nay kéo anh xin theo, nhưng mà nhà anh ấy có chút chuyện. Thằng chuột thì vẫn cứ buồn chuyện của Ôn Noãn. Hắn ta đối xử với sự Hứa Ôn Noãn như vậy, anh cũng chẳng muốn gặp hắn ta. Cuối cùng chỉ có thể đi một mình tới gặp em để mở tiệc chia tay. Tần Chỉ Ái rũ mi mắt yếu ớt, để tách trà trống rỗng xuống, suy nghĩ một chút, lại hỏi Lục Bán Thành. Ông của anh ấy đã tỉnh lại chưa ạ? Ồ, sao em biết? Lục Bán Thành đang châm trà, ngạc nhiên nhìn Tần Chỉ Ái. Hôm qua em có gọi điện thoại cho anh ấy, nên biết. Tần Chỉ Ái làm thư ký của Cố Dư Sinh mấy tháng, bởi vì trước đây Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn có quan hệ, nên cũng thường xuyên tụ tập. Lục Bán Thành ngược lại vẫn không thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh có chỗ nào không đúng khi qua lại với nhau, nên chỉ bừng tỉnh à một tiếng, trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái. Buổi chiều, anh ghé bệnh viện, Cố lão gia còn chưa tỉnh, tình hình không tốt lắm, cứ nói mê sảng suốt. Không còn biện pháp nào chữa trị khác sao? Dư Sinh đã mời hai chuyên gia từ nước ngoài về, cũng đi tìm cả đông y rồi. Tần Chỉ Ái đáp một tiếng, qua một lát lại hỏi. Vậy Cố Tổng, anh ấy có khỏe không? Khỏe gì chứ? Lục Bán Thành không nghĩ ngợi, liên tục lắc đầu. Cố lão gia là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh ấy. Bây giờ lại bệnh như vậy, làm sao anh ấy có thể dễ chịu được? Điều này cũng bình thường. Vì chuyện của Tiểu Khấu mà hơn một năm nay, Cố Dư Sinh và Cố lão gia liên tục bất hòa. Bây giờ Cố lão gia lại bệnh như vậy, sợ là anh Sinh không thể cứ kiên trì như vậy mãi. Cũng phải vì ông nội mà gật đầu cưới Tiểu Khấu thôi. Cưới? Tần Chỉ Ái nhíu mày. Không phải bọn họ đã sớm kết hôn rồi sao? Chương 654. Lục Bán Thành bị Tần Chỉ Ái hỏi thì rất bình tĩnh,
Sau một lát lại nói, thật ra bọn họ chưa có từng kết hôn. Lúc trước anh cũng cho là hai người họ kết hôn, nhưng một lần anh xin say rượu thì anh mới biết lúc trước giấy hôn thú đó là giả, là do anh Sinh làm để bịt miệng hai người thôi. Không phải là giấy hôn thú thật, vậy là có ý gì? Đầu ngón tay đang cầm tách trà của Tần Chỉ Ái run lên, lòng bàn tay cô càng nắm chặt hơn. Lục Bán Thành vừa mở miệng, đúng lúc nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên. Hắn liền im lặng, đợi nhân viên phục vụ rời đi. Hắn nói Tần Chỉ Ái ăn cho nóng xong, vẫn nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, lại tiếp tục mở miệng. Lúc trước là vì cố lão gia hối thúc hắn, mới phải làm hôn thú giả, lừa gạt cho bọn họ bớt phiền phức, còn đồng ý để Tiểu Khấu vào nhà mình ở. Sau đó... Lục Bán Thành nói tới đây, dừng một chút, nhìn Tần Chỉ Ái hỏi, em có biết chuyện có hai Tiểu Khấu hay không? Biết, cô đương nhiên biết, bởi vì Tiểu Khấu thứ hai chính là cô. Tần Chỉ Ái ừ nhẹ, lại giải thích, trước đây có lần Ôn Noãn đã nói em nghe, nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì em không biết. Chính là chuyện của người giả dạng Lương Đậu Khấu rời đi, anh Sinh liền đuổi người thật ra khỏi nhà luôn. Lục Bán Thành nói vài câu đại khái, sau đó liền đi thẳng vào trọng điểm. Nói tóm lại, anh Sinh và Lương Đậu Khấu thật chưa kết hôn. Hơn nữa từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ muốn cưới Tiểu Khấu cả. Lục Bán Thành nói rất nhỏ, nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái run rẩy đến đáng sợ. Đũa gắp sườn rơi trên bàn. Kìa, cẩn thận một chút. Lục Bán Thành gắp lại cho cô một miếng khác. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cố gắng đè lại những gợn sóng trong lòng, có thể mở miệng, âm thanh có chút run rẩy. Cảm ơn anh. Nào, đừng có khách sáo. Lục Bán Thành yếu ớt cười, cúi đầu uống trà. Tần Chỉ Ái cầm đũa gắp sườn một lần nữa, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn giả vờ như rất tò mò, nghiêng đầu hỏi, anh Bán Thành, người kia là ai? Lục Bán Thành nghe thấy câu này, đang định đưa đũa lên gắp thức ăn, đột nhiên dừng lại. Qua một lúc lâu mới gắp đồ ăn, biểu hiện như thường. Chính là người do Tiểu Khấu tìm tới để đóng thế cô ấy. Tần Chỉ Ái sợ chính mình để lộ sơ hở, cong môi cười cợt. Nghĩ đến lúc trước Hứa Ôn Noãn kể cho mình nghe chuyện này, mình đã phản ứng như thế nào, thì bây giờ lại làm y chang như vậy. Nghe thật là kỳ lạ, giống như là chuyện ngôn tình thời cấp 3 em vẫn hay đọc vậy. Thật sao? Lục Bán Thành chưa từng đọc ngôn tình nên không biết. Anh cũng không biết nó thế nào, nhưng mà anh chỉ biết là anh Sinh thật sự thích cái cô bé kia đấy. Lục Bán Thành gắp rau, lại hạ đũa, nhắc đến chuyện cũ, trong đầu hắn hiện ra một đống chuyện. Hắn dừng một lúc lâu mới mở miệng bổ sung. Không, là rất yêu luôn ý. Lục Bán Thành không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để diễn tả loại tình yêu kia. Lần này qua khoảng 10 giây, hắn mới nói, để anh kể cho em nghe. Chương 655. Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy những lời Lục Bán Thành nói làm cô rất bất ngờ. Cô lại không nghĩ tới Lục Bán Thành sắp kể tiếp theo mới làm cô thật sự bất ngờ. Cô bé đóng thế vừa đi qua, anh thật sự rất lo lắng cho anh Sinh. Anh hồi đó hầu như đều phải dính lấy anh ấy. Kết quả em biết không, Tiểu Ái, anh Sinh mỗi ngày đều có vẻ rất bình thường. Ăn cơm, đi làm, xã giao, mọi thứ đều bình thường. Thậm chí trên bàn ăn còn giỡn chơi, còn hát theo yêu cầu của người khác. Bình thường giống như là cô bé đóng thế kia chưa bao giờ đi vào thế giới của hắn ấy. Anh nhìn thấy anh ấy bình thường như vậy thì rất yên tâm. Mãi đến một ngày anh Sinh ăn tối xong chuẩn bị về nhà, nhưng lại nghĩ đến mình đang giữ một tài liệu quan trọng mà hôm sau anh ấy cần, anh mới quay trở lại công ty. Kết quả anh Sinh không làm việc mà đang nghe nhạc. Lúc đó anh còn nghĩ, sao anh ấy lại nhàn nhã thoải mái như vậy? Nhưng mà em biết không, chờ đến khi anh đến cửa anh mới biết anh sai lầm rồi. Anh ấy không hề nhàn nhã thoải mái, mà là anh ấy đang khóc. Lục Bán Thành nói tới đó thì móc một điếu thuốc châm lửa. Một đại gia như hắn khi nói đến chuyện cũ lại cảm thấy rối tinh rối mù. Tần Chỉ Ái mang thai nhưng chưa thấy trước mặt mình có người hút thuốc, cũng không dám lên tiếng ngăn cản Lục Bán Thành. Lục Bán Thành chỉ hút nửa điếu, lại nặng nề dập thuốc mới nói tiếp. Hơn nữa, bài hát anh ấy nghe là bài hát mà cô bé đóng thế kia trước khi đi hát cho anh ấy nghe, cũng là bài mà anh ấy đã hát cho người ta đề nghị khi anh ấy hát. Đó là một trong số ít những bài hát anh ấy nhớ, là cái đích, thậm chí lời bài hát cũng còn rất nhớ.
Có thể là đề tài này quá ưu thương, Lục Bán Thành cắn thuốc còn hừ hai cái rất rõ ràng. Cái gì mà thế giới của em vì anh mà thay đổi từng ngày, nhưng mà cũng vì vậy mà phải trả giá. Hắn hừ một lúc xong, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhả khói một lúc, không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, lại tiếp tục nói: đêm đó anh còn len lén theo dõi anh Sinh, nhìn thấy anh ấy đến một quãng trường mà trước đây bọn anh thường đến. Ở đó có một hồ nguyện ước, anh ấy ném tiền xu vào rồi tiểu tụy mà ước nguyện. Đêm đó gió rất lớn, anh mở cửa ra cũng có thể nghe thấy anh ấy nói gì. Anh ấy nói cầu xin ông trời đưa cô ấy về bên con. Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối chưa nói gì. Lục Bán Thành cầm đũa ung dung thong thả ăn cơm. Bộ dáng kia thong thả giống như đó là chuyện của người khác, mình là người ngoài cuộc không liên quan vậy. Cơm trong miệng đầy, hắn nhai xong lại nuốt xuống. Rõ ràng buổi tối hắn chưa ăn gì, nhưng lúc này trong bụng lại giống như vừa mới nuốt một bàn đầy sơn hào hải vị, phình to, tràn đầy. Lục Bán Thành không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này như thế nào, chỉ biết trong lòng hắn cứ lăn lộn những cảm giác khó chịu, không biết cuối cùng đã lăn lộn được bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng đã hình dung ra được hình ảnh lúc đó, hình ảnh lúc Cố Dư Sinh hát bài Đích, hình ảnh Cố Dư Sinh rơi lệ, hình ảnh hắn chắp tay chân thành cầu nguyện trước hồ nguyện ước, thủ thỉ rằng cầu xin ông trời đưa cô ấy về bên cạnh con. Tiểu Ái, em có biết không, anh Sinh từ đầu năm ngoái đã rời khỏi Bắc Kinh là vì anh ấy bị ép hôn quá gấp. Chương 656. Cố lão gia nợ nhà họ Lương hai mạng, Tiểu Khấu lại yêu anh Sinh. Lương lão gia từ mình đến bàn chuyện kết thân với Cố lão gia thì Cố lão gia làm sao có thể từ chối. Em biết lúc Lương lão gia đến tìm Cố lão gia đã nói điều rất đúng gì không? Nói là: Cố lão, tôi cả đời chưa từng xin ông điều gì, cổ phần của Cố thị ông lấy để xin lỗi cũng không cần, chỉ xin ông một chuyện, tôi có một đứa cháu gái rất yêu thích Dư Sinh. Đấy, em nói xem, Lương lão gia đã nói những lời này thì tất nhiên là Cố lão phải đồng ý. Hay, nhưng sao bỗng nhiên anh lại nói với em những điều này hả trời? Tiểu Ái, em coi như chưa từng nghe thấy anh nói gì đi. Anh Sinh không thích anh nói chuyện của anh ấy cho người khác nghe đâu. Tại vì hôm nay đến bệnh viện, nhìn cái dáng vẻ khổ sở của anh ấy, anh mới khó chịu thôi. Này, Tiểu Ái. Lục Bán Thành thấy Tần Chỉ Ái thất thần lại gọi cô. Tần Chỉ Ái hoàn hồn cười với Lục Bán Thành: em cảm thấy những chuyện anh nói giống như là kể chuyện buồn vậy. Lục Bán Thành cũng cười cười không nói nữa. Có thể là vừa rồi nói quá nhiều, lúc này hắn lại cảm thấy không ngon miệng, rầm rầm uống hai ly nước trà lạnh lớn. Tần Chỉ Ái chuyển đề tài, vừa ăn vừa tán gẫu. Trên đường, Lục Bán Thành còn hỏi Tần Chỉ Ái: Hứa Ôn Noãn có liên lạc với cô không? Tần Chỉ Ái không che giấu, nói cho Lục Bán Thành biết xế chiều hôm nay cô ấy gọi điện thoại về, nghe giọng có vẻ là tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Lục Bán Thành a lên một tiếng, mặt mày cũng hớn hở, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, quay sang hỏi Tần Chỉ Ái: phụ nữ các em, nếu như gặp phải người đàn ông lăng nhăng ở ngoài nhiều, sẽ chọn tha thứ không? Cái này không phải ai cũng đều như vậy, nhưng đại đa số là đều sẽ chọn cách tha thứ. Có điều cũng có vài người có bệnh thích sạch sẽ, có thể sẽ không chấp nhận, không tha thứ được. Anh cũng biết đấy, hai người ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, đồng cam cộng khổ bao lâu, tình yêu sâu đậm đến tận xương tủy, sao có thể nói chia tay là tách ngay ra được. Nghe câu này xong, ý cười trên mặt Lục Bán Thành cũng từ từ tiêu tan. Tần Chỉ Ái nói xong mới à một tiếng, cô có tâm sự của chính mình nên cũng không nói nữa. Bàn ăn yên tĩnh một lúc lâu, mãi cho đến khi Lục Bán Thành gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Tần Chỉ Ái mới nhìn chằm chằm Lục Bán Thành hỏi một câu: anh, nếu như giữa tình yêu và tình thân phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn cái nào? Sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy? Không, không có gì, em vừa nghe anh nói đến chuyện của Cố tổng cho nên em thuận miệng hỏi thôi. Lục Bán Thành trầm tư một lúc lâu mới nói: chuyện không phải là của anh nên cũng không biết nên chọn bên nào, nhưng nếu thật sự phải chọn lựa, anh nghĩ là mình chọn tình thân thôi. Đúng vậy, tình thân. Tần Chỉ Ái cảm thấy rất đúng, gật đầu, qua một lát lại nói rất nhỏ: em sẽ để anh ấy lựa chọn tình thân.
Hả? Em nói cái gì? À không, không, không có gì đâu. Tần Chỉ Ái cười với Lục Bán Thành lắc đầu. Anh Bán Thành, cảm ơn tối nay đã mời em ăn cơm. Chương 657. Sau khi tính tiền, Tần Chỉ Ái không để Lục Bán Thành đưa cô về mà xuống xe chở khách sạn gần tàu điện ngầm. Đã 8:30, phố thị đèn đuốc huy hoàng vẫn rất náo nhiệt. Mùa xuân, buổi tối ấm áp hơn nhiều, hoa đua nhau nở trên bên đường, còn có những ngọn gió xuân thổi tới mang theo hương hoa thoang thoảng. Lúc ăn cơm, Tần Chỉ Ái bị những lời nói của Lục Bán Thành làm đảo loạn tâm tình. Cô đứng ở cửa tàu điện ngầm một lát, đi dọc theo con đường phố, chưa nhanh chóng tiến vào trạm. Cô mang giày đế bằng, vừa đi vừa nghỉ, không cảm thấy mệt, chỉ không để ý một chút nữa, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái để ý đến cảnh tượng hai bên đường, mới biết mình đã vô tình đi đến bệnh viện, chỗ ông của Cố Dư Sinh đang nằm. Cửa bệnh viện còn cách chỗ cô đứng khoảng 10 mét. Đối diện bệnh viện là một loạt những cửa hàng, cái gì cũng có bán. Hiện tại bây giờ đã 9 giờ tối, nhưng đa số các cửa hàng vẫn còn mở. Tần Chỉ Ái bước dừng bước, nhìn chằm chằm vào cổng bệnh viện, lặng lặng nhìn một chút, lại thu lại tầm mắt. Đang chuẩn bị quay lưng rời đi, thấy một bóng người quen thuộc ánh vào trong mắt cô. Đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó lại thất thần. Vừa định thu hồi tầm mắt, người đứng cách đó không xa lại cúi đầu hút thuốc, cũng cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Động tác của đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bất động, tim của Tần Chỉ Ái co rụt lại, đứng yên tại chỗ. Hai người cách dòng người mênh mông, lặng lặng nhìn đối phương. Xung quanh rất ồn ào, khiến cho cả hai có cảm giác như mình đang đứng cách rất xa. Cũng không biết đã nhìn như vậy bao lâu, nhìn cho đến khi chỉ còn tiếng còi xe vang lên bên tai, Tần Chỉ Ái mới chớp chớp đôi mắt cay cay vì không nhìn, không chớp một thời gian. Cố Dư Sinh đứng dựa vào cột điện, tư thế không quá nghiêm túc này, lại đứng thẳng lên, dập thuốc, chưa hút được bao nhiêu trên tay, đi về phía Tần Chỉ Ái. Hắn từ từ đến gần, Tần Chỉ Ái có chút hoảng hốt, cho đến khi hắn cách cô 2 mét mới lên tiếng. Tần Chỉ Ái, đêm nay chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trái tim của Tần Chỉ Ái chấn động mấy lần. Lúc Cố Dư Sinh gọi tên cô xong, cô mới bình tĩnh. Cố Tổng. Cố Dư Sinh cúi đầu liếc nhìn đầu ngón tay, thấy điếu thuốc này cũng không thể tiếp tục hút được nữa, liền quăng vào thùng rác gần đó. Sau đó nhìn Tần Chỉ Ái gật gật đầu. Sao em lại đến đây? Em đi ngang qua. Tần Chỉ Ái dừng một chút, lại hỏi, cô lão gia bây giờ thế nào rồi ạ? Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, không trả lời. Tần Chỉ Ái có thể thấy, chắc là cố lão gia sẽ không tỉnh lại. Cô an ủi, cố lão gia nhất định sẽ tỉnh, anh cũng đừng lo lắng quá. Cố Dư Sinh nhìn cô một lúc, không nói gì. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì nữa, giữa hai người lại không còn tiếng động nào. Cuối cùng vẫn là Cố Dư Sinh mở miệng trước. Ngày mai bay sao? Chương 658. Vâng. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt. 12 giờ trưa mai bay. À. Cố Dư Sinh vẫn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, biểu hiện có chút hoảng hốt, ngữ khí nói chuyện cũng không nhập tâm. Cách khoảng mười mấy giây mới lần nữa nhìn chằm chằm vào Tần Chỉ Ái. Đã thu dọn hành lý xong hết chưa? Xong rồi ạ. Cố Dư Sinh không nói gì, chỉ hàm hồ ừ một tiếng rất nhỏ. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, dùng sức mà hút hai hơi, lượn lờ khói thuốc. Hắn lại nhìn dòng xe cộ trên đường, lại thất thần. Lại là một đoạn yên lặng không một tiếng động. Hai người thật ra cũng không có gì để nói. Có thể là vì sắp chia xa cho nên tâm tình của cả hai đều có chút không tốt. Lúc ăn cơm, những câu nói kia của Lục Bán Thành lại xuất hiện trong đầu Tần Chỉ Ái. Sau đó cô lại nghĩ đến đêm hôm qua, cố lão gia nằm trên giường bệnh trắng tuyết, buộc hắn đồng ý sống hạnh phúc với Lương Đậu Khấu. Cứ lẩm bẩm những lời kia, hốc mắt của cô trong phút chốc lại nóng lên. Cô cụp mí mắt định chào tạm biệt, nhưng vừa định nói, Cố Dư Sinh vẫn đang mờ mịt hút thuốc bỗng lên tiếng. Tần Chỉ Ái. Cô đang định lên tiếng, nghe hắn gọi lại buột miệng. Dạ. Có thể. Cố Dư Sinh mới nói vài chữ liền dừng lại. Có thể đừng đi không? Cô đã bắt đầu cuộc sống mới. Hắn còn nói ra những câu này. Không phải
là một lần nữa làm phiền cuộc sống của cô hay sao? Huống chi bây giờ ông còn chưa tỉnh lại, trong nhà hắn lại còn một đống vấn đề phải giải quyết, lấy cái gì mà giữ cô lại? Cho dù là giữ cô lại, sợ ông cũng sẽ khi dễ khiến cô oan ức. Dù sao hắn bây giờ cũng không còn là hắn của ngày xưa, cũng không phải sợ tiểu phiền toái không yêu hắn. Lúc thích một người cứ muốn giữ lấy, đó là ích kỷ. Yêu tha thiết thì đã sao, mỗi người một đường, mỗi người một quyết định. Trong đáy lòng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến đối phương, không muốn ngăn cản tiền đồ của cô. Có phải như vậy là chưa đủ tốt với cô? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho cô. Cố Dư Sinh tự giễu cười một chút, lại hút thuốc. Vì hút quá mạnh mà sặc, khó chịu, khiến viền mắt hắn trở nên mệt mỏi, ê ẩm. Hắn ngừng thở, chờ khó chịu mạnh mẽ qua đi, mới một lần nữa nói. Những câu nói nghĩ bao nhiêu lần, có thể đừng đi không? Khi mở miệng lại biến thành, có thể qua quán cà phê đối diện, ngồi một chút không? Quán cà phê rất đơn sơ, chỉ có 5 bàn, cũng may trời đã tối, không còn nhiều khách. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái chọn một bàn khá xa quầy thu ngân, ngồi xuống, tùy tiện gọi nước xong, lúc người phục vụ đưa nước đến, lại đúng lúc chuyển sang một bài mới. Hai vị, xin mời dùng nước. Người phục vụ ôm khay, lễ phép cúi người. Tần Chỉ Ái cảm ơn một tiếng. Nhân viên phục vụ vừa định xoay người rời đi, trong quán lại có một câu hát vang lên. Nếu như thay đổi bối cảnh, không gian và thời gian, chỉ mong nhận ra được em. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run, khói bay tàn thuốc rơi. Sau đó hắn liền quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, đây là bài hát gì? Dạ là Thần Thoại Ánh Trăng ạ. Nhân viên phục vụ trả lời xong mới rời đi. Chương 659. Cố Dư Sinh lại trầm mặc. Những câu từ trong lời bài hát kia lại luẩn quẩn trong đầu hắn một lúc lâu. Hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Chỉ Ái ở đối diện. Mấy năm qua nước ngoài không an toàn bằng trong nước, một cô gái như em tốt nhất buổi tối đừng có đi ra ngoài. Vâng. Tần Chỉ Ái ngước mắt cười yếu ớt với Cố Dư Sinh. Em biết rồi. Lúc trước Bán Thành ở nước ngoài khá lâu, quen không ít người, em liên lạc với cậu ấy nhiều một chút. Nếu như gặp khó khăn gì thì có thể nhờ cậu ấy giải quyết, hoặc là tìm người thân giúp. Vâng. Cố Dư Sinh ừ một tiếng không nói nữa. Không biết tại sao trong đầu hắn chợt nhớ tới lúc tiểu phiền toái đứng ở quảng trường hát bài hát đích cho hắn nghe. Khi đó hắn có rất nhiều chuyện không biết. Lúc này khi mọi chuyện đã quá rõ ràng, trong lòng hắn mới hiểu. Cho đến hôm nay hắn mới hiểu đêm đó tiểu phiền toái đã nói nhiều với hắn như vậy, dặn hắn đừng hút nhiều thuốc, đừng uống nhiều rượu. Bây giờ hắn cũng như vậy, dặn dò cô vài chuyện. Chẳng trách đêm đó hắn nói thời gian sau này còn dài, cô lại nhón chân lên chủ động hôn lên đôi môi của hắn, không nói tiếp nữa. Vì cô và hắn lúc đó chỉ có thể là khúc biệt ly, không có tương lai. Vì vậy hắn giờ khắc này cũng cảm thấy đau lòng. Chính là vì đêm đó hắn không hiểu được cảm nhận của cô. Đêm đó khi về nhà cô lại sầu não uất ức như vậy. Cố Dư Sinh gạt tàn thuốc, dập thuốc rồi hỏi, đi rồi về chứ? Sẽ về. Tần Chỉ Ái chần chừ một chút còn nói, có điều có thể em sẽ không về Bắc Kinh rồi. Trong bụng của cô có con của hắn, nếu ở cùng một thành phố kiểu gì mà chẳng gặp nhau. Lúc đó lại dây dưa không rõ một lần nữa. Trước khi cô quyết định xuất ngoại, đã quyết định không về nước, hoặc là sẽ không ở lại Bắc Kinh nữa rồi. Cố Dư Sinh lờ đãng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau một lúc mới chậm chạp mở miệng, có dự định đi đâu chưa? Chưa ạ, vẫn còn sớm mà. Ừ, cũng đúng. Cố Dư Sinh nghĩ một chút lại nói, lúc về sợ là tuổi cũng không còn ít nữa rồi, nên lo chuyện chung thân đại sự đi. Tần Chỉ Ái biết Cố Dư Sinh nói chung thân đại sự là chuyện kết hôn sinh con. Cô thấy cũng đúng, gật gật đầu cười nói, đúng là phải tính rồi ạ. Cố Dư Sinh há miệng, cổ họng như bị cái gì chặn lại không nói nổi.
Tần Chỉ Ái cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè ép, nặng trình trịch, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp đến không thể tin được của Cố Dư Sinh, lặng lặng nhìn một lúc lâu, kéo môi cười, sau đó mới nói: "Cũng không còn sớm nữa, em phải đi về đây, ngày mai phải dậy sớm." Cố Dư Sinh không giữ cô lại được một tiếng, liền đứng dậy đi tính tiền. Bước chân của hắn có chút rối loạn, trên đường đi không cẩn thận va phải một chiếc ghế dựa, đập vào đầu gối đau đớn, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác vậy. Ra khỏi quán cà phê, đứng dưới ngọn đèn đường, Cố Dư Sinh mới nói: "Tần Chỉ Ái, tạm biệt." Tần Chỉ Ái gật đầu, chưa nói gì đã vẫy tay gọi taxi. Hắn và cô quen biết 10 năm, lần này thật sự không gặp lại. Hắn và cô tan rồi lại hợp 10 năm, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Chương 660. Taxi dừng lại, Tần Chỉ Ái bước về phía trước một bước. Lúc chuẩn bị mở cửa xe, Cố Dư Sinh phản xạ có điều kiện đưa tay ra nắm lại cổ tay của cô. Tần Chỉ Ái căng thẳng, không dám quay đầu lại, vì trong mắt cô đã che kín một tầng sương mù. "Tần Chỉ Ái." Cố Dư Sinh kêu tên của cô, dừng một chút mới lên tiếng: "Chăm sóc bản thân cho tốt. Quen biết em nhiều năm như vậy, tuy rằng anh chưa thể nào chăm sóc em được gì, nhưng vẫn muốn nói với em một câu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình." Đôi mắt của Tần Chỉ Ái đau xót, nước mắt lăn xuống, phải cố gắng lắm cô mới có thể nói được câu: "Em biết rồi, em sẽ chăm sóc bản thân, chăm sóc con của chúng ta thật tốt." Nước mắt rơi càng nhiều, như một chuỗi trân châu bị đứt. Cố Dư Sinh gắng cười, giọng nói cũng nhiễm ý cười: "Cố Tổng, anh cũng vậy, anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Những năm tháng sau này, có thể em sẽ không thể trốn ở phía sau anh, không còn cơ hội để trốn ở xa xa nhìn bóng lưng của anh nữa. Lúc em không ở bên cạnh, anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Như vậy em mới có thể yên tâm." Cố Dư Sinh mím môi dùng sức, lại không trả lời cô. Chăm sóc bản thân thật tốt, hắn yêu cô sâu đậm, cô là tất cả của hắn. Hắn đã chờ mong những năm tháng tốt đẹp hơn, nhưng không còn cô, hắn còn chăm sóc bản thân cho tốt để làm gì? Tần Chỉ Ái, trong lòng ngực lại chồng chất những cảm xúc, khiến cho Cố Dư Sinh mở miệng gọi tên cô một lần nữa. Hắn còn chưa nói gì, Tần Chỉ Ái giống như sợ phải nghe những lời tiếp theo, bỗng nhiên lên tiếng: "Cố Tổng." Cô không cho hắn cơ hội mở miệng, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Đối xử với bản thân thật tốt, đối xử với người nhà tốt hơn một chút." Cô nhấn mạnh hết sức hai chữ người nhà này. Cố Dư Sinh hiểu được ý cô, cô nhắc hắn nên nghe lời ông. Tần Chỉ Ái nuốt một ngụm nước bọt, lại nói rõ ràng: "Đừng đưa ra những quyết định khiến cho mình hối hận cả đời." Vì vậy cô lại nhớ lại những lời mà Lục Bán Thành nói với cô lúc ăn cơm. Cô dao động, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn coi như chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng nghe qua, vì cô không muốn hắn có lỗi với người thân. Nhưng đến lúc nói ra những lời này, trong lòng cô lại đau hơn sự tưởng tượng của bản thân. "Cố Tổng, anh hãy đồng ý với Cố lão gia sống với Lương tiểu thư cho thật tốt." Cô còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh dùng sức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực của hắn. Cánh tay hắn ôm cô run lên đến đáng sợ. Hắn ôm cô không bao lâu lại buông cô ra, giống như một cái ôm của hai người bạn vậy, chỉ đơn giản là một cái ôm khách sáo. Hắn không nhìn cô, lui về phía sau một bước. Một giây sau, hắn liền đi đến cạnh taxi ven đường, kéo cửa ra, chống tay lên nóc xe. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đi đến, lúc cô khom người chui vào trong xe, còn có thể tinh tường nghe Cố Dư Sinh nói hai chữ: "Bảo trọng." Cô không trả lời hắn, cũng không nhìn hắn, bình tĩnh nói địa chỉ cho bác Tài. Cố Dư Sinh đứng cạnh xe nhìn cô thật lâu, sau đó mới nói: "Tạm biệt." Chương 661. Xe đã đi rất xa, Tần Chỉ Ái nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy hình ảnh của Cố Dư Sinh nữa, lúc đó mới giơ cao cánh tay, cắn vào mà khóc. Mãi cho đến khi không thấy bóng xe đâu, Cố Dư Sinh mới từ từ lấy trong túi ra một điếu thuốc, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Hắn cầm bật lửa, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể châm lửa được.
vừa mới hút vào một hơi, lúc nhả khói lại có một làn gió đẩy làn khói trở ngược vào mặt. Mắt hắn bị khói làm cho đỏ hồng. Trong quán cà phê, bài hát kia cứ phát ra đều đều. Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh chính là gặp được em. Lúc hắn còn trẻ, tâm tình đang hậm hực, đứng trong phòng hút thuốc, Ngô Hảo lại kéo cô đến trước mặt hắn. Anh Sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, Tần Chỉ Ái. Trong biển người mênh mông, lặng lặng nhìn em, xa lạ mà quen thuộc. Đầu mùa hạ năm trước, trước cửa nhà cũ, hắn và cô đối mặt với nhau một lần. Ánh mắt của cô đảo lộn trái tim vốn ngăn nắp của hắn. Dù có thể hô hấp cùng bầu không khí, nhưng vẫn không thể nào đến gần em. Cố Dư Sinh cúi đầu nhìn về bàn tay vừa nắm cổ tay cô, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của cơ thể cô, nhưng giờ lòng bàn tay ấy trống rỗng. Nếu như ở một thân phận khác và một cuộc sống khác, chỉ mong nhận ra ánh mắt của người. Lần đầu tiên gặp ở Tây Đại, hắn vô tình thoáng nhìn, lần thứ hai tìm thấy đôi mắt của cô. Ngàn năm sau, khi đó dù em có ở đâu, dù hoàn cảnh như thế nào, nhiều năm sau, hắn và cô có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, lần thứ hai tương phùng. Khi đó có phải cô đã là vợ của một người nào đó rồi không? Còn hạnh phúc ôm một bé gái yêu kiều, cười khẽ nói với hắn một câu: Cố Tổng, đã lâu không gặp. Chúng ta có những hồi ức đẹp, mỹ lệ như vậy, thật khó có thể phai mờ trong trái tim. Tình yêu thật sự là một lĩnh vực không nói đạo lý. Chỉ nhớ rõ lúc đầu chúng ta yêu đến nở nụ cười, nhưng đến sau cũng là vì yêu mà khóc thật nhiều. Người đi rồi, tôi lựa chọn ở lại, vĩnh viễn chờ người. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Tần Chỉ Ái một mình đi taxi đến sân bay. 10 giờ đúng, cô lấy được vé máy bay, làm thủ tục check-in xong. Tần Chỉ Ái tranh thủ thời gian rảnh, lấy một ít tiền mặt, xếp hàng ở quầy thu đổi ngoại tệ. Đợi khoảng 20 phút là đến phiên cô. Tiếp cô là một người phụ nữ trung niên. Nhìn cô một cái, không ngờ cô mở miệng đã hỏi gọn gàng dứt khoát: Nước nào, đổi bao nhiêu tiền? Tần Chỉ Ái cầm toàn bộ số tiền đưa cho cô ta, mới nói cho cô ta biết loại tiền tệ mà cô ta muốn. Đợi khoảng một phút, người phụ nữ đó lại mở miệng: Đưa thêm 50 tệ nữa là có thể đổi được một số chẵn nào đó. Được. Tần Chỉ Ái lấy túi móc bóp, sau đó rút hai tờ tiền đưa cho người trong quầy, còn dư lại một tờ. Vừa chuẩn bị bỏ vào bóp tiền thì nhìn thấy một hàng chữ. Cô nhét vào trong túi được một nửa, lại rút ra nhìn thấy dòng chữ đó: Tiểu phiền toái, anh thích em. Nhìn qua cách xưng hô tiểu phiền toái quen thuộc, Tần Chỉ Ái ngờ ngợ có thể nhận ra đó là nét chữ của Cố Dư Sinh. Anh nói cho em biết chuyện này làm gì? Anh đang đùa giỡn với em sao? Viết những lời trong lòng mình nói ra để cho nó lưu hành, những người nhìn thấy dòng chữ này có thể biết được tâm sự của em. Chương 662. Cái này sao có thể chứ? Không thử làm sao mà biết? Không thử làm sao mà biết? Đêm đó cô bị hắn thuyết phục thử viết một chút, chỉ là tờ tiền giấy kia cô không có dùng, mà là dùng tiền của hắn. Tờ tiền giấy kia đã lưu chuyển, cách một năm, 6 tháng sau lại rơi về trong tay cô. Thì ra khi đó hắn đã thích tiểu phiền toái, thì ra khi đó hắn đã có nhiều thay đổi như vậy, thật sự là vì cô. Hô hấp của Tần Chỉ Ái càng ngày càng gấp gáp, người phụ nữ trung niên đưa loại tiền cô cần qua một cái ô nhỏ trước cửa. Tần Chỉ Ái cầm tờ tiền, ngơ ngác một lần trước bàn đổi tiền, cũng không nhúc nhích. Người phía sau bắt đầu có chút lo lắng, thúc giục cô, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, đưa tay gõ cửa kính, quay vào nói vào micro: Tiểu thư, tiền của cô đã đổi xong rồi, phiền cô tránh qua một chút, còn có người đang đợi ở phía sau. Giọng nói của cô ta có chút cao, khiến Tần Chỉ Ái tỉnh táo lại. Cô hốt hoảng nói xin lỗi hai lần, rồi cầm tiền ra ngoài, hồn vía bay lên mây theo đoàn người ra vào cửa hải quan. Trong quá trình xếp hàng, Tần Chỉ Ái có rất nhiều tâm trạng, vất vả lắm mới có thể qua cửa bảo an.
nhưng cô làm mất vé máy bay, phải quay ra tìm một hồi lâu mới tìm thấy ở cổng kiểm soát. Cô ngỡ ngàng đến phòng chờ, sau khi ngồi xuống nhìn thấy cửa sổ, tay cầm tờ tiền có viết câu "Tiểu phiền toái, anh thích em", cứ sững sờ ngu ngốc. Cách giờ bay còn 1 tiếng 20 phút nữa, cô đẫn đờ ngồi gần 40 phút mới từ từ giật giật con người đông cứng mà chua xót. Lát nữa lên máy bay phải bay 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ bắt đầu lên máy bay, cô sợ trên máy bay sẽ rất buồn chán, nên nhân lúc còn nửa tiếng nữa mới đóng cửa cabin, đi vào hiệu sách chọn mấy quyển tạp chí. Lúc tính tiền, cô không dùng tờ tiền có dòng chữ kia, móc hết những tờ tiền còn lại ra nhưng vẫn không đủ để trả tiền tạp chí. Cô tìm trong người mình coi có thể tìm thấy tiền lẻ không, tìm trong áo khoác hôm qua mặc. Bên túi trái có rất nhiều thứ ngổn ngang, có giấy ăn, chìa khóa, còn có 2 thẻ nhỏ lúc tối đi qua ngoài đường không mục đích thu được. Cô nhét những thứ đó trong túi, sau đó mò bên phải, bên trong có điện thoại di động, có vé máy bay và passport cùng với thẻ ngân hàng. Cô để lại trong túi, sau đó sờ túi phải phía sau, quả nhiên có rất nhiều tiền lẻ. 20 tệ, 10 tệ, 1 tệ. Cô trả đủ tiền cho nhân viên xong, có tay còn lại liền xót lại. Ra nước ngoài cũng không cần phải dùng đến nhân dân tệ nữa. Tần Chỉ Ái muốn đếm coi xem mình còn lại bao nhiêu, coi còn có thể mua nước và một ít trái cây không. Kết quả nhìn thấy trong đống tờ 1 tệ lại có một tờ màu đỏ mệnh giá 100 tệ. Chương 663. Tờ giấy kia có chút cũ, xem ra đã qua tay nhiều người. Tần Chỉ Ái nói với nhân viên thu ngân để mình đặt lại tạp chí xuống bàn một chút, không nghĩ gì nhiều, mở tiền giấy, quay người. Cô còn chưa đi được nửa bước liền nhìn thấy tờ này cũng có viết "Tiểu làm tình, xin lỗi". Chữ viết trên tiền giấy rất ngây ngô, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là chữ của Cố Dư Sinh. Chắc chắn là trước đây rất lâu hắn đã viết "Tiểu làm tình, xin lỗi". Tiểu làm tình, 8 năm trước, sau khi hắn và cô quen biết, ngoại trừ trong mộng cũng không có ai dùng biệt danh này để gọi cô nữa. Xin lỗi, tại sao hắn phải xin lỗi? Là vì lần đó lỡ hẹn, là vì hắn cố ý cho cô số điện thoại giả hay sao? Ký ức phảng phất giống như một vòi nước được mở ra, dòng nước tuy tuôn chảy trong nháy mắt. Trung học có cơ sở còn chưa biết yêu, lên đến cấp 3 thì đương nhiên là biết. Cấp 3 có một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, tên là Cố Dư Sinh. Lớp 10 ngày đầu tiên đã nhìn thấy người thiếu niên cao, ốm, đi qua, cô tiện tay giúp đỡ, rồi giúp đỡ cô ôm vali nặng trịch. Hắn lái xe thể thức 1, cực kỳ đẹp trai mà tiêu sái. Hắn chơi bóng rổ, cực kỳ buông thả mà ngời ngời. Hắn cúi đầu hút thuốc, cực kỳ u buồn mà nặng nề. Hắn ngồi trong những tia sáng đủ màu trong KTV, gọi cô một tiếng "này". Hắn dập thuốc, nói với cô "đi thôi, tôi đưa cô về nhà". Hắn nhấc ghế dựa, tàn nhẫn đập lên đầu anh của Tưởng Tiêm Tiêm. Lúc hắn bị bà đánh, không nói tiếng nào, kéo cô vào lồng ngực, bảo vệ cô, bộ dáng vẫn không có gì đáng kể. Hắn nằm trên sân cỏ nhàn nhã nói với cô về một mộng sơn hà. Cô đứng ngoài cửa, cách hàng rào nhìn hắn đau lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ thương tâm và chán chường. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn cô, quay đầu hỏi người bên cạnh, cô là ai? Cô đồng ý đóng vai Lương Đậu Khấu vào nhà hắn, nhìn hắn một chút. Hắn phát hiện sợi dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng cô, rồi giúp cô sửa lại. Sau khi cô vào hối thị, hắn đứng cả đêm trên lan can, người đầy ưu thương. Cô bị đau bụng hành kinh đến chết đi sống lại, hắn qua đêm đông lạnh lẽo mua chuối tẩm chườm nóng cho cô. Từ Hải Nam trở về, hắn dẫn cô đi uống nước ép xoài. Trong cuộc họp thường niên của Cố thị, cô bị bắt cóc, hắn bất kể đêm ngày tìm đến. Một loạt những hình ảnh không ngừng xẹt qua mắt. Cô cầm 2 tờ tiền, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên đó: "Tiểu phiền toái, anh thích em", và "Tiểu làm tình, xin lỗi". Nhìn một lúc lâu, sau đó không để ý trong cửa hàng hay ở bất cứ đâu, đột nhiên liền ngồi xổm xuống khóc giống lên thành tiếng. Âm thanh hỗn loạn trong sân bay như cách cô rất xa, bên tai chỉ còn vang vọng những lời nói tối qua lúc ăn cơm với Lục Bán Thành đã nói.
anh Sinh và Tiểu Khấu chưa từng kết hôn. Hơn nữa anh Sinh cũng không bao giờ có ý định kết hôn với Tiểu Khấu. Anh Sinh thật sự rất thích cô ấy, rất thích, thích đến nỗi anh Sinh không phải đang nghỉ ngơi nhàn hạ, mà là anh ấy khóc. Chương 664. Cầu xin trời cao hãy mang cô ấy về bên con. Tần Chỉ Ái càng khóc càng thương tâm, khóc như một đứa bé. Loa trong sân bay không ngừng đọc: chuyến bay MH2345 sắp cất cánh, mời tiểu thư Tần Chỉ Ái lập tức lên máy bay. Có thể Tần Chỉ Ái không nghe thấy, chỉ đang chăm chú khóc. Tiếng khóc của cô ngày một lớn, toàn bộ siêu thị đều vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Dư Sinh, Dư Sinh, Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nằm trên ghế salon trong phòng bệnh của Cố lão gia ngủ. Khi tỉnh lại, Tiểu Vương mới bước vào phòng bệnh được một lúc. Tiểu Vương nhìn thấy Cố Dư Sinh mở mắt, lập tức gọi: Cố Tổng. Cố Dư Sinh nhìn trần nhà chằm chằm, nhìn một lúc mới hỏi: mấy giờ rồi? Dạ 12:15 ạ. Máy bay của cô cất cánh lúc 12 giờ, bây giờ đã là 12:15, cô đã đi rồi đúng không? Cố Dư Sinh có chút thất thần, qua một lúc lâu mới từ từ mở miệng, âm thanh cực kỳ thấp, cực kỳ, hầu như là lầu bầu: máy bay cất cánh rồi. Tiểu Vương không nghe rõ hả một tiếng. Cố Dư Sinh không nói gì nữa, nhàn nhạt nằm trên sofa, một lúc sau mới ngồi dậy. Sau đó lại phát hiện trong phòng bệnh, ngoài ông nội đang hôn mê, Tiểu Vương còn có một người là Lương Đậu Khấu. Cô ngồi cạnh giường của ông, cầm khăn mặt đang lau mặt cho ông, nhỏ giọng nói gì đó với ông. Hắn không lên tiếng, Tiểu Vương cũng không nói gì. Toàn bộ phòng bệnh đều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của Lương Đậu Khấu. Đầu Cố Dư Sinh đau, ngực nặng nề, thở không ra hơi. Hắn muốn ra ngoài hút thuốc, hóng mát một chút. Cố Dư Sinh đứng lên, không để ý đến Lương Đậu Khấu, đi về phía cửa phòng bệnh. Tiểu Vương thấy hắn đi, cũng đứng lên, muốn đuổi theo. Cố Dư Sinh không quay đầu lại, nhưng cũng có thể đoán được Tiểu Vương muốn làm gì, lại nhàn nhạt nói: cậu ở lại đây đi. Liền mở cửa ra ngoài. Hắn đi thang máy xuống lầu, ra khỏi bệnh viện, đến đường cái. Nhìn đám người xung quanh bệnh viện, nhìn xe cộ qua lại không ngừng, đột nhiên cảm thấy thành phố hắn đã quen thuộc từ nhỏ nay lại cực kỳ xa lạ. Cô đi rồi, cô nói cô sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố này nữa. Trong thành phố này cũng sẽ không bao giờ có sự tồn tại của cô nữa. Cố Dư Sinh dừng bước, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt, bỗng nhiên toét môi cười. Đi rồi, cô đi rồi, cha mẹ cũng đi rồi, Mộng Sơn Hà cũng không còn, ông nội cũng hôn mê bất tỉnh, hắn lại mất tất cả một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dư Sinh bật cười ra tiếng. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, nghe như tiếng khóc than, còn khiến người ta khó chịu, bi thương hơn cả tiếng khóc. Tối qua hắn đem tờ giấy có chữ "Tiểu làm tình, xin lỗi" lén bỏ vào túi cô. Hắn có lỗi với cô, hắn dường như cũng đã làm xong những chuyện cần làm. Thứ hắn nhận lại được là gì đây? Cố Dư Sinh đứng một lúc, lê bước chân tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi không bao xa, nhưng cả người giống như bị vét sạch toàn bộ sức lực, cả người không làm được gì cả. Hắn không làm được gì nữa, cô cũng có cuộc sống mới, không cần hắn. Ngay cả chờ cô, hắn cũng không có cơ hội chờ nữa. Chương 665. Cố Dư Sinh không biết rốt cuộc mình đã đi bao xa. Hắn chỉ biết lúc mình hồi phục lại tinh thần, đã đứng trước cái hồ nguyện ước mà hắn đã từng tới vô số lần. Nước trong hồ có thể nhìn thấy đáy, bên trong có một đống tiền xu lít nha lít nhít. Giữa hồ là một pho tượng đang nâng lọ nước, có một dòng nước chảy ra từ trong lọ xuống, tạo ra tiếng róc rách. Cách đó không xa có một trung tâm thương mại, thỉnh thoảng có tiếng ồn truyền tới. Có thể Cố Dư Sinh không nghe thấy, nhìn chằm chằm hồ nguyện ước, từ trong túi lại tìm một điếu thuốc. Đến khi Cố Dư Sinh hút hết thuốc, mới đi đến gần hồ nguyện ước, ngồi xổm xuống, chạm vào thành hồ, có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn với xuống nơi sâu nhất của lòng hồ. Cô đi rồi, từ nay về sau, cho dù hắn có tung bao nhiêu đồng xu xuống hồ đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trở lại bên hắn.
cuộc đời của hắn, những thứ mà hắn luôn mong đợi, khát vọng, tất cả đều chưa bao giờ có thể nắm giữ cả. Mất đi, lại mất đi, giống như chết một mạng trong game, chơi đi chơi lại hết lần này đến lần khác, cũng chỉ toàn là thất bại. Hắn vẫn cảm thấy bản thân mình có thể chống đỡ, nhưng mà vì Mộng Sơn Hà mà từ bỏ cô, lúc mất đi cha mẹ lại phải từ bỏ ước mơ, vẫn có thể chống đỡ bởi vì có Tiểu Phiền Toái ở bên cạnh hắn. Nói hắn còn có cô, hắn mới có thể chống đỡ. Những năm gần đây hắn vẫn luôn cố chống đỡ, rất nỗ lực mà chống đỡ. Hắn cho rằng những năm tháng qua chính là những năm tháng bết bát nhất trong cuộc đời. Chỉ cần hắn cắn chặt mà chịu đựng, chống đỡ, hắn có thể chống đến khi trời quang mây tạnh. Nhưng mỗi một lần trời sắp sáng liền biến thành tối đen đến không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Lần này thế giới của hắn lại tối sầm, có khi còn không nhìn được ánh sáng nữa. Dư Sinh đồng ý với ông cùng Tiểu Khấu sống thật hạnh phúc được không? Ông nội đã cầu xin hắn như vậy. Đối với mình tốt một chút, đối với người thân của mình tốt một chút, đừng đưa ra những quyết định khiến bản thân mình hối hận. Đồng ý với Cố lão gia cùng Lương Đậu Khấu sống thật tốt được không? Cô cũng khuyên hắn như vậy. Hắn thật sự phải đồng ý sao? Thật sự phải chấp nhận lời cầu xin của ông và cô, cưới một Lương Đậu Khấu mà hắn không hề yêu về làm vợ? Hắn và Lương Đậu Khấu chưa bao giờ bắt đầu, chỉ nghĩ thôi hắn cũng không thể nào muốn bắt đầu. Đúng, hắn không chấp nhận được cùng cô ta sống qua hết ngày này đến ngày khác, hắn như vậy thà chết còn hơn. Cố Dư Sinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt. Bây giờ là 2 giờ chiều, cô bay nãy giờ chắc đã ra khỏi biên giới Trung Quốc. Bây giờ, hắn và cô cũng không còn ở trên cùng một quốc gia. Cố Dư Sinh từ từ quay người đi về phía vỉa hè. Hắn không biết mình nên đi đâu, hắn ngỡ ngàng. Trên đường phố người xe tấp nập, có một đứa bé cỡ 5-6 tuổi miệng gọi mẹ. Mặc dù mẹ của nhóc đã dặn dò đứng đó chờ bà, nhưng cậu bé không nghe, lại chạy qua bên kia đường đối diện. Một chiếc ô tô màu đen từ giao lộ chạy thẳng tới. Trong xe hình như tài xế đang nói chuyện điện thoại, không chú ý đến cậu bé trước mặt. Cậu bé vừa gọi mẹ, bà cũng gọi tên cậu bé, muốn đi xuống đường. Nhưng vừa bước về phía con trai được 2 bước, bà lại bị một chiếc xe chạy cản bước ở phía trước mặt. Chương 666. Mẹ của cậu bé nói với theo, bảo cậu bé lui về phía sau. Cậu bé đứng cách đó không xa, chạy như bay tới xe ô tô, sợ choáng váng, lại đứng giữa đường không biết nên làm sao. Người tài xế đang gọi điện cuối cùng cũng chú ý đến cậu bé, liều mạng đạp phanh còn bóp còi inh ỏi. Có thể cách đó đã quá gần, xe có phanh gấp cũng không kịp, chiếc xe vẫn ầm ầm lao về phía cậu bé theo quán tính. Tài xế sợ đến nỗi quăng điện thoại qua một bên, bởi vì luống cuống chỉ có thể ngồi đó mà bấm còi. Tiếng còi xe chói tai vang lên. Cố Dư Sinh đứng ven đường nhíu mày, từ từ quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên đường phố. Là một người quân nhân, nhiệt huyết tận trong xương tủy, bất kể là lúc nào cũng sẽ không phai mờ. Lúc này Cố Dư Sinh có nản lòng thoái chí đến mức nào, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện, vượt rào ngăn cách, vọt tới lối dành cho người đi bộ, đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe. Cậu bé bị đẩy bò trên mặt đất đau đớn, tinh thần lúc này mới khôi phục, sau đó oa lên một tiếng khóc. Động tác của Cố Dư Sinh như đang muốn né, nghe thấy tiếng khóc bỗng nhiên chậm lại. Hắn thật sự có thể rời khỏi xe, cho dù hắn thật không nhanh như vậy, vẫn có thể chống tay lên nóc xe, vươn mình một cái có thể thoát khỏi va chạm. Nhưng trong nháy mắt, hắn nhìn cậu bé kia khóc, chợt nhớ năm ngoái đã cứu một cậu bé như thế này trên đường đi sân bay phố Đông gặp Tiểu Phiền Toái. Lúc đó dù có bao nhiêu khó khăn, đến nỗi ngỡ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi, nhưng vì Tiểu Phiền Toái hắn vẫn có thể chống đỡ. Bởi vì hắn không thể lỡ hẹn, bởi vì hắn có thể hy sinh bất cứ người nào trên mảnh đất này, nhưng hắn chỉ có thể vì một người mà tồn tại. Khi đó, tuy rằng hắn sống sót, cô đã đi, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng tìm kiếm cô. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn có sống sót đi chăng nữa, cô cũng không còn ở đây nữa. Sau khi mất đi giấc mơ, mất đi cha mẹ, hắn chỉ muốn có một tương lai với Tiểu Phiền Toái.
bây giờ thậm chí cả tương lai kia cũng mất. Giấc mơ, người thân, tình yêu trong cuộc đời của mỗi người không phải ai cũng vì những điều này mà tồn tại hay sao? Hắn không còn những thứ này nữa, hắn sống trên đời còn ý nghĩa gì? Thì ra trên thế giới này, cái đáng sợ nhất không phải là không thực hiện được hy vọng, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người đã nguội lạnh, không còn bất cứ hy vọng gì. So với việc sống sót, đi vào lề đường, chi bằng cứ như vậy đi. Mẹ của cậu bé chạy đến trước mặt cậu bé an ủi. Tài xế kia đành liều mạng bấm còi dục hắn tránh né. Có thể Cố Dư Sinh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ: cứ như vậy đi. Cho đến giờ phút này hắn mới biết, không có người nào là không thể gục ngã, không có người nào là mình đồng da sắt. Một người trông có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong đã phải gánh chịu bao nhiêu nhát dao đau đớn. Hắn sợ yêu nhưng lại yêu sâu sắc một người. Hắn vì người đó mà có sức lực, nhưng cuối cùng cũng mất đi sức lực cuối cùng vì người đó. Vì lẽ đó, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Cố Dư Sinh từ từ nhắm mắt, mặc cho chiếc xe đụng vào mình. Hết chương 666. Hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông